Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với lại shop máy tính Phạm Dũng. Shop Phạm Dũng hôm nay xin giới thiệu tiếp cho các bạn một cái bộ kit camera của hãng Jawa. Đây là một bộ kit camera. Đây các bạn nhé. Bộ kit này thì gồm có một đầu ghi và 4 mắt thân. Đây là thông số của bộ kit này. Được đóng gói ở trong một cái hộp như thế này. Rất là gọn. Các bạn đặt hàng bên mình thì mình sẽ gửi và đóng gói theo cái kiện hàng như này. Đấy. Thì giá của một bộ kit này cũng rất là rẻ, chỉ có mấy triệu thôi. Các bạn hãy liên hệ với mình để biết được chi tiết về giá cả nhé. Số điện thoại của mình là 0975723045. Cái này bộ kit này là sử dụng dây mạng các bạn nhé, dây mạng có switch PoE luôn ở trong đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp và test luôn cái bộ kit này cho các bạn xem. Và độ phân giải của cái bộ kit này là 2 mm. Đó. Đây bên trong thì chúng ta lại có một cái hộp bé này nữa. Đây, một cái hộp này. Rồi, đây là cái phần 4 mắt thân nhé. 4 mắt thân luôn. Rồi hết rồi. 4 cái cam thân và một cái đầu ghi này. Đây bây giờ mình sẽ mở cái đầu ghi này cho các bạn xem này. Bên trong đây là tất cả các phụ kiện đi kèm đây. Các bạn xem này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Phụ kiện thì có một con chuột nhé. Một chuột này. Một dây cáp mạng này. Một nguồn. Củ nguồn này. Đây củ nguồn này. 48V. 1,25A. Sách hướng dẫn sử dụng. Và cái ốc để các bạn bắt ổ cứng này, cáp tín hiệu để gắn vào ổ cứng, rồi cáp nguồn đây, dây nguồn này. Đấy. Còn đây là đầu ghi của chúng ta. Cái đầu ghi này thì thiết kế khá là nhỏ gọn, các bạn nhìn nhé, cực kỳ bé luôn, bé chỉ bằng một nửa so với cái đầu ghi thông thường kia thôi. Thì trong cái đầu ghi này nó đã được tích hợp luôn cả switch PoE nữa. Switch PoE này cắm được 4 cái cổng nhá, tương ứng với lại 4 cái camera này. Đây jack nguồn này, jack cắm mạng này. Cái này là jack VGA để truyền tín hiệu và HDMI này, hai cổng USB. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ mở xem luôn được cái cam nó như thế nào. Đây cam của chúng ta đây, có cả đĩa CD này. Bên trong này là một cái cam thân này, độ phân giải 2 megapixel nhé. 2 mm đối với lại cam này thì khá là nét rồi, hàng chính hãng của công ty luôn. Rồi đây là vít và nở này. Còn đây là cái bộ chống chống nước nhé. Ok. Đó. Đây, camera đây. Camera chúng ta chỉ có một cái jack cắm nguồn này và một cái jack cắm mạng LAN. Vì cái đầu ghi này tích hợp luôn cả switch PoE rồi thì nó có chức năng là cung cấp nguồn cho camera. Do vậy cái jack này là chúng ta không dùng đến, chúng ta chỉ cần dùng đến một cái jack này là xong. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở test thử lắp ráp và cho các bạn xem cái chất lượng của cái hình ảnh bộ cam này nó như thế nào. Đấy, các bạn cần tư vấn và hỏi chi tiết hơn và đặt hàng thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên video 0975723045 nhé. Đấy, giá một bộ này thì rất là rẻ, chỉ có hơn 4 triệu thôi.
với cái giá thành của cái cam IP như thế này là quá là rẻ rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối đây và lắp ráp nhé. Đây là phía sau này. Phía sau này chúng ta có tất cả 5 cái cổng mạng LAN này. Đấy, thì cái cổng số 5 này là để kết nối dây mạng từ modem vào đây. Đây, mình sẽ cắm cái dây mạng từ modem trước này. Đấy. Còn lại 4 cái cổng này thì sẽ cắm sang camera. Đấy. Đây, một đầu thì cắm vào modem này. Đây, đây mình sẽ thử luôn hai mắt thôi. Đó. Đây, cắm nguồn nhé. Còn lại ở đây thì đầu còn lại này thì cắm vào camera này. Đấy. Còn một cái đầu nữa thì cũng cắm luôn vào cái camera kia. Đây, khi khởi động lên thì chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Ta sẽ chọn khu vực này, khu vực Việt Nam. Đây. Rồi, chọn tiếp theo đây. Tích vào đây, khởi động này. Tiếp theo. Bây giờ thì các bạn để cộng 7 nhé. Ở đây nó sẽ yêu cầu là đặt mật khẩu cho đầu ghi này. Nếu các bạn không đặt thì xem cái này nó có cho bỏ qua. Rồi bắt buộc phải đặt mật khẩu nhé. Mình sẽ đặt mật khẩu cho đầu ghi này. Thì hai cái dòng này các bạn gõ giống nhau là được. Còn tiếp theo này. Và đặt cái mật khẩu mở máy. Mật khẩu mở máy này. Vẽ hình nhé. Vẽ hai lần giống nhau. Đấy. Các bạn tắt hết những cái này đi. Để nữa sau này mất công phải thao tác. Chọn lưu là được. Rồi, tiếp theo. Rồi, chọn tiếp. Rồi, chọn tiếp theo. Đây là chính là cái địa chỉ của cái đầu ghi mới này. Chọn tiếp theo này. Còn để cài trên điện thoại thì các bạn sẽ download và quét mã code này vào là được nhé. Chọn tiếp này. Ở đây mình đã cắm được hai cái cam thì nó sẽ nhận địa chỉ IP ở đây. Rồi, chọn tiếp theo này. Tiếp. Ở đây mình chưa gắn ổ cứng nữa nhé. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta xem cái chất lượng hình ảnh camera này. Đây là mình đang chiếu ngược sáng này. Bên ngoài kia là sáng chói luôn. Mà nhìn khá là tốt. Các bạn để ý nhìn nhé. Đấy, ngược sáng nhưng mà nhìn rất là rõ luôn. Đấy, hình ảnh rất là đẹp luôn. Đây, cam thứ hai đây. Cam thứ hai. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Khi soi người. Đấy. Rất là rõ và nét nhé. Mình phóng to lên này. Rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Bộ IP mà giá rẻ như thế này và hình ảnh đẹp như thế này thì các bạn nên đầu tư lấy một bộ nhé. Rất là đẹp. Rồi, video mình đến đây là hết rồi. Để theo dõi những video tiếp theo thì các bạn hãy đăng ký kênh. Và sản phẩm các bạn dùng thấy tốt thì các bạn hãy like và chia sẻ cho mọi người biết đến để ủng hộ mình nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.